Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết cuối ngày 31 tháng 3 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết trong những ngày tới sẽ chuyển sang pha khác hẳn so với những ngày vừa qua. Nguyên nhân là do hệ thống áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, đẩy lùi khối khí lạnh và chi phối toàn bộ khu vực các tỉnh phía Bắc đất nước. Kiểu thời tiết mưa, trời âm u, nhiều mây sẽ không còn nữa. Thay thế vào đó là nền bức xạ dồi dào, nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh. Nhiệt độ trưa và chiều mai tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ, cao nhất ngày ở vào khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ khoảng từ 31 cho đến 34 độ, một số nơi cao hơn có thể lên đến 35 đến 36 độ. Đặc biệt lưu ý nắng nóng nhiều khả năng xuất hiện trong ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 4. Nơi có nền nhiệt cao hơn cả là các tỉnh vùng núi phía Bắc, kèm theo độ ẩm không khí giảm thấp vào thời điểm 12 giờ cho đến 14 giờ chiều. Người dân cần đề phòng hỏa hoạn có thể xảy ra, đặc biệt là ở những cánh rừng đang có nguy cơ cháy cực kỳ nguy hiểm. Khu vực miền Trung từ ngày mai mùng 1 tháng 4 cho đến ngày mùng 3 tháng 4, toàn khu vực cũng chuyển sang pha ít mưa, khô, độ ẩm giảm nhanh. Các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh kéo dài cho đến tận Ninh Thuận, Bình Thuận, trời có nắng với cường độ và số giờ nắng đều tăng lên. Do vậy nên nhiệt độ cũng trong xu thế tăng dần. Nhiệt độ vào trưa và chiều dao động trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ. Những ngày tiếp theo trong đầu tháng 4, nhiệt độ tiếp tục tăng dần. Lưu ý vào ngày mùng 2 và ngày mùng 3, khả năng xảy ra nắng nóng ở khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Kiểu thời tiết nắng nóng này có thể gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống của người dân nơi đây. Các tỉnh phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong khoảng 2 đến 3 ngày tới, toàn khu vực vẫn phổ biến là chịu sự chi phối của một khối khí ổn định, cho nên thời tiết ít có sự thay đổi. Trời không mưa, ban ngày trời nắng, cường độ cao, nhiệt độ trưa và chiều tương đối gay gắt, đặc biệt là các tỉnh miền Đông Nam Bộ vẫn có nắng nóng với mức nhiệt từ 35 cho đến 37 độ, kèm theo độ ẩm không khí thấp nên thời tiết vẫn khó chịu. Sang đến ngày mùng 2 và ngày mùng 3 thì thời tiết buổi chiều có xu hướng dễ chịu hơn một chút vì những cơn mưa dông có khả năng xuất hiện lác đác vài nơi. Mặc dù mưa cũng không nhiều, nhưng trong kiểu thời tiết khô hạn, nắng nóng thì một chút mưa cũng đóng vai trò rất quan trọng. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong 3 ngày tới, toàn bộ khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió Đông Nam đến Nam phổ biến có cường độ trung bình, phổ biến chỉ có mưa vài nơi, tầm nhìn thoáng, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Riêng khu vực Vịnh Bắc Bộ từ đêm 31 tháng 3 và ngày 1 tháng 4 thì gió Nam có khả năng bắt đầu hoạt động mạnh hơn, nên các tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần hết sức lưu ý. Thưa quý vị, như vậy là các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần, phổ biến ít mưa, xuất hiện nắng nóng trong những ngày đầu tháng 4, đặc biệt lưu ý vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 4. Tây Nguyên và Nam Bộ thì ban ngày trời nắng nên nhiệt độ ít biến đổi, các tỉnh miền Đông Nam Bộ vẫn có nắng nóng. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.